cùng nhịp cầu chiên rộn rã, những bước chân dồn dập nối theo vòng xoan, tiếng hát, tiếng đồng hòa quyện lên xa. Những cô gái phố xoan chuyển động thân hình theo nhịp cầu chiên, di chuyển bằng những bước đi ngắn, nhịp nhàng trong đội hình đồng điệu, phối hợp giữa co và duỗi chân tay, nhún nhảy đung đưa thân mình. Trong tiếng cầu chiên sống động, những điệu múa xoan nhịp nhàng uyển chuyển của các chàng trai cô gái đã cuốn mọi người cùng hòa vào đội cầu chiên thị xã An Khê. Sân khấu trung tâm là đoàn nghệ nhân, diễn viên cồng chiêng thanh thiếu nhi đến từ huyện Cờ Bang. Cờ Bang là một huyện miền núi vùng sâu vùng xa, cách trung tâm tỉnh Gia Lai khoảng 100 km, diện tích tự nhiên hơn 1.842 km², huyện có 13 xã và một thị trấn với 110 thôn làng tổ dân phố, trong đó có một xã và 33 làng đặc biệt khó khăn với tổng dân số trên 70.000 người, trong đó dân tộc Bana chiếm 39,7%, dân tộc Kinh chiếm 52,2% và còn lại là các dân tộc thiểu số khác chiếm 8,1%. Những năm qua, Cờ Bang được biết đến là một địa phương nổi bật với tỉnh khi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp như thác K50 tại khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, thác Ba Tầm tại làng Con Bông, xã Đắk Rông, thác Hơi Hang Rơi. Cờ Bang còn là cái nôi cách mạng của tỉnh Gia Lai, là quê hương của anh hùng lúc có lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm đầy tự hào và có nền văn hóa truyền thống.